Bà có nói gì anh không? Bà nói bà gặp anh là bà giết anh đó. Mày hả mày? Mày hả mày? Mày trốn hả mày? Trốn hả mày? Ủa có chuyện gì vậy ông? Sao? Mày! Sao ông đánh chú Đức Hạnh Hoài với chú lớn rồi mà? Lớn cái gì? Thằng này là thằng phá hoại. Mày tưởng tao đuôi mù. Mày trốn tao hả? Đau tay á, ông lấy gậy ông đánh đi ông. Anh lấy gậy đi con. Dạ. Rồi sao rồi? Có học bài rồi, bây giờ có lái máy bay được chưa? Dạ rồi chứ ba. Em ghép mà ngồi trong buồng lái á, đã lắm. Wow, vậy là con đã lái máy bay rồi hả? Không được xúc phạm phi công nghe chưa? Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu. Đón xem tập 103 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 17 tháng 7 năm 2017 trên kênh HTV7. Chào các bạn. Hôm nay sẽ làm buổi live stream của team gia đình số 1. Các bạn đang chuẩn bị xem phim đúng không? Nhưng mà trước khi xem phim thì các bạn đang được đột nhập vô phòng của thầy Phúc. Đó các bạn nhìn thấy đi, đây toàn là tủ kệ nè của thầy Phúc nè. Rồi sách vở nữa. Rồi đây là cái lỗ thành thánh trong phim. Đây là lỗ của thầy Phúc. Lỗ chó. Lỗ cửa phòng thầy Phúc, nghe lỗ thầy Phúc nghe nó tục tục á. Đây các bạn nhìn thấy đây. Nè. Đó. Thấy chưa? Bây giờ thì Phúc sẽ đố các bạn nha. Trong phim cái lỗ này nè được trong phim bản hàng cái lỗ cửa chó thầy Phúc này nè được thay bằng cái gì? Được làm bằng cái gì nha? Rồi gì nữa ta? Câu số 2 nha. Câu số 2 là tại sao thầy Phúc lại ở trong phòng này? Các bạn trả lời đi, trả lời nhanh nhất và đúng nhất và may mắn nhất sẽ được tặng một thùng sữa Fami nha. Rồi giới thiệu các bạn, hôm nay có mẹ thầy Phúc, bà bé Năm, cực kỳ đáng yêu. Và đây anh Hạnh, anh của thầy Phúc, là một người cực kỳ duyên dáng. Hôm nay chúng ta sẽ ngồi nói chuyện về phim rồi. Sẵn tiện đây, hồi nãy chương trình cũng có đưa cho con, nói con là bây giờ con đố nhanh, giải đố nhanh Hạnh. Dạ, và hai người trả lời liền nha, đáp nhanh nha, và liên quan đến phim mình thôi. Và các bạn ơi, có nhiệm vụ là vậy nè, bây giờ thầy Phúc sẽ đố mẹ với anh Hạnh câu hỏi đáp nhanh, và các bạn cứ chọn đi, một là team mấy Năm hoặc là team anh Hạnh, team nào trả lời thắng thì người đó sẽ nhận thêm một phần quà của sữa Fami nữa. Các anh chuẩn bị sẵn sàng ngón tay chưa? Chuẩn bị nha. Bây giờ mẹ với Thành chuẩn bị nha. Sẵn sàng. Câu hỏi đầu tiên. Nhà mình có mấy người? Hai vợ chồng, bốn đứa con. Bảy người, tám người. Yeah! 8 người. Anh đã thắng rồi. Ôi, tự nhiên hỏi tự nhiên không biết nữa. Ủa? Sân thuộc. Tôi cũng không đi. Rồi, câu hỏi thứ hai. Cô Dự Hiền nhảy bông gì? Vàng, vàng. Yeah! Trời ơi, nói thiệt là đúng là bà là bà Năm á. Bà lẹ lại với nhà với bếp núc, chứ không chả để ý cô Dự Hiền là dạy bông gì nữa. Rồi, đó. Câu này mẹ nói bếp núc đúng không? Ừ. Liên quan bếp núc của mẹ đúng nè. Nói. Tủ lạnh với bếp mình màu gì? Màu xanh. Yeah! Mày trúng một cái chưa? Rồi, bây giờ các bạn. Chỉ có 3 câu hỏi thôi, giờ bây giờ anh Hạnh trả 2, trúng 2 rồi, vậy Năm trúng 1. Nếu các bạn chọn tem của anh Hạnh thì các bạn nào may mắn sẽ nhận được một thùng quà của Fami nha. Rồi bây giờ mọi người nói đi, giờ con nói nhiều quá. Ê, nhưng mà phải tủ lạnh mình màu xám hay màu đen? Màu xám, màu xám. Đen mà dán băng keo xám. Cũng trúng một cái, đúng không? Có một số bạn là hỏi Đức Hạnh là tại sao không dùng lại cái mái tóc cũ mà bây giờ để tóc này. Tại vì thực sự ra là Đức Hạnh cũng tiếc cái mái tóc cũ của Đức Hạnh dữ lắm luôn á. Là do cái mái tóc cũ nhìn mặt Đức Hạnh thấy cưng dữ lắm. Nhưng mà tại vì yêu cầu của
cái đường dây của phim, của kịch bản phim là có một cái tập là tập 68 là Hạnh dùng cái dầu gội mà dầu gội là tóc nó bị rụng hết, mà rụng xong rồi thì không có thể nào mọc lại được nữa, cái hậu quả nó nghiêm trọng quá. Cho nên là các bạn hãy yêu thương Đức Hạnh, đừng thắc mắc nữa nha. Mà còn theo bé Nam thấy thì nếu như mình live stream vậy nè, thì mình nghĩ là lâu lâu mình live một lần. Chứ mà thứ hai và thứ năm live thì sẽ không có nhiều cái để mà nói. Đúng không? Mọi người thấy đúng không? Đúng không? Không, cái đó là công tâm nói thiệt. Đó chứ mà nếu mà mình like hoài thì sẽ không có gì để vô. Ví dụ lâu lâu like một lần thì sẽ nhiều khi trong đầu phim có những sự cố vui vui thì mình sẽ kể cho mọi người nghe thì nó vui hơn. Đúng không? Nè, có nhiều bạn hỏi lắm. Hỏi đi. Ồ, sư toàn là rồi, chào Đức Thầy Phúc, chào thầy không vậy? Cái gì vậy? Tại sao ba người mà sao chào thầy không vậy? Ủa, cái này giao lưu tim thầy Phúc hả? các bạn cứ đặt câu hỏi đi các bạn ơi. Đặt câu hỏi cho bà với Năm. Đây nè, có nè, thầy Phúc với cô Diệu Hiền có đến với nhau không? Câu hỏi này chắc chắn thầy Phúc không dám trả lời. Thật sự tôi không biết luôn nữa. Không, bây giờ thầy chỉ có thể trả lời được là dù có làm gì làm cuối cùng thầy cũng về vợ thầy thôi. Còn cái về với Diệu Hiền hay về với Kim Chi thì để ra đạo diễn quyết định. Vợ là vợ ngoài đời. Trả lời vậy với vợ thầy Phúc coi được nở lừa mũi ha. Nguyễn Ngọc Bảo Di. À, chú Trung Lùng bây giờ là chú Trung Lùng đang lo để đọc kịch bản để chuẩn bị quay tiếp. À, bạn Kim Tuấn Kiệt, bà bé Năm lấy tóc giả xuống đi ạ. Trời ơi, kỳ lắm. Trời ơi, sao được, cái này là cái mái tóc huyền thoại của bà bé Năm trong cái phim Người Gia Đình Là Số 1 mà gỡ xuống sao được, được. Không được. À, bạn Phạm Tuân, bạn kêu like nhiều đi bà bé Năm ơi. Tuân nghe quen rồi ta. Phạm Tuân đó. Chào chú Luật. À, chú Luật chào Môn Nguyễn nha. À, cái này ngoài lề nha, Uyên Ngô, con thèm da ua quá cô Phi Phụng ơi, làm con ăn đi. Bây giờ con ở đâu? Con nói một cái đi rồi cô đem tới tận nơi cho con liền. Bây giờ ngoài sữa chua còn có chai nữa, chai sữa nữa, có mùi, có trân châu mà cũng con gái của Phụng làm rất là ngon. Trời ơi, trong đoàn này cô Phụng dụ rất là nhiều người, Gia Đình Là Số 1, người nào cũng ăn hết và người nào cũng mê hết. À, có bạn gì comment nè, là rất thích tập 100 của phim Gia Đình Là Số 1. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thực sự ra quay cái tập 100 đó là quay rất là cực luôn á. Luật với lại chị Phụng này rất là cực luôn á. Tập mà mình leo lên đau, rớt, bữa đau lưng. Bữa đau lưng. Trời ơi. Đang bị đau lưng rất là nặng luôn. Tại tập boxing á, xong mà bị chấn thương lưng. Mà phải quay cái cảnh ngồi trên xe rồi chạy dằn, rồi leo lên leo xuống. Còn di chuyển rất là khó khăn luôn á. Mà quay cái đó là quay có mấy phút mà phát lên hình mấy phút mà quay cả ngày đó. Tại vì nó đòi hỏi rất là nhiều, xe rớt, cửa xe rớt, kiến chiếu hậu, nhưng mà miễn là mọi người coi mọi người thích, người vui là vui. Mình thấy mình cũng vui, đúng không? Tuyết Lilo hỏi bình thường thầy Phúc và mọi người chui qua cái lỗ cửa có đau không? Đau, rất là đau luôn á. Mọi người nói nghe nè, cái lỗ này cũng mệt mỏi lắm. Lùng lùng cỡ bà bé Năm thì phải nhón. À, còn mấy người này cao á, thì bị đập vô cái vai, như là sáng này tiếng Luật quay này, tiếng Luật bị đập vô vai rồi, rất là đau. Thầy Phúc leo thử thầy. Hả? Thầy leo thử thầy. À, thầy Phúc leo thử đi thầy, ok. Trời, khó quá. Coi thầy là nhân ngồi về. Trời ơi, nó lẹ là như con sóc vậy. Lẹ. Nó. Ôi, đó đó, ừ lẹ nghe. Thầy đi nhà thầy Phúc, nên thầy Phúc quen rồi. À, bây giờ biểu diễn nghe, bà đập vô cái ngực này, đây ông này đập vô cái ngực kia nè, đây chuyên gia bị đập nè, đập ngực cái đây không. Bởi tôi nói cao khổ lắm, lùng lùng cỡ mình dễ. Bà bé Năm ơi, quay cảnh ngồi trên xe Kim Chi khi đánh rơi cái cửa bà có sợ không ạ? À? Một câu hỏi của bạn Tuệ Minh. Nói chung là mình cũng biết không sợ, nhưng mà cũng có hồi hộp chứ, tại vì phải gỡ trước rồi mình đập một cái sao mà cho nó rớt ra. Đập mấy lần mình ghi nó không rớt là phải quay lại hoài. Mà quay lại là tội nghiệp Tiến Luật. Tại vì bữa đó Tiến Luật á, cái lưng bị đau mà không lên không xuống. Tội nghiệp lắm luôn á. Vừa quay xong cảnh đó là bà bé Năm phải chở Tiến Luật đi bấm huyệt đi cho nó bớt đau đó. Đem làm xin hỏi cho. Muốn cả nhà ra, muốn cả gia đình Là Số 1 ra Hà Nội giao lưu để được tận mắt gặp mọi người quá đi. À, bà Lê Cường có hỏi là cho con hỏi sao chú Lực với cô Phi Phụng trong phim ăn nhiều quá vậy?
Tại vì cái vai nó là như vậy. Nhân vật của vật. Luật và nhân vật của Đức Hạnh và bà bé Năm là hai cái nhân vật ăn nhiều nhất ham trong nhà. Ăn. Vì bị hai mẹ con giành ăn. Hai cái bất tài vô dụng nhất trong nhà. Bạn Lê Thắng có một câu rất là hay nè, nhìn bà bé Năm ở trong phim nhớ tới bà ngoại của em quá, thân thiện cười y như bà em. Cảm ơn con, thì cô ở ngoài cô cũng dễ thương như trong phim vậy đó. Các bạn Rồng Lửa hỏi, ủa thấy kỳ, trước đó Đức Hạnh và Hoàng Anh quen nhau, hai người là Tiến Lực và Thu Trang. Sau đó hai người về nhà, là lúc đó vai Đức Hạnh và Hoàng Anh, hai người khác, em cũng không hiểu gì cả. Cái đó là cái thời trẻ và cái nó có, tại vì nó có hai cái thời gian, nó có hai cái thời gian mà Luật thì không có làm trẻ được nữa, mặt Luật già quá rồi, giờ quá Trang không thể nào trẻ được nữa, mà tại vì lúc đó là cái tóc dài nữa, mà cái tóc đó là tóc giả, không thể nào mình làm ngắn được, nếu mà cởi ra cái là nó ra đầu này luôn, cho nên là rất là khó, cho nên là đạo diễn cũng rất là đau đầu mới quyết định là phải nhờ một cái bạn trẻ hơn Luật để đóng cái vai của Luật, mà nếu mà đã đóng cái vai của Luật thì phải thay luôn cái vai của Trang, nó mới ra cái nông nổi như vậy. Có phim Gia Đình số 1 rồi, cô Phi Phụng và thầy Phúc, chú Tiến Lực ơi. Rồi, nếu mà có phim rồi thì các bạn thì các bạn coi đi, bật HTV lên và cùng xem với lại Gia Đình là số 1 nha. Chưa có phim mà các bạn chưa có hả? Bây giờ rồi con muốn coi mà còn 3 phút chiếu, nữa lúc không thấy phim cho hỏi là thời gian phát sóng được không ạ? À? Thời gian phát sóng 7:50 từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Nhưng mà nó cũng có chiếu lại các bạn, chiếu lại những cái tập trước mà cũng HTV7 mà lúc là hình như 11 mấy á. 11 giờ đêm hay sao á? 11 giờ đêm. Tuyết Hồng xem phim thầy Phúc đi dạy mà không mặc áo bỏ vô quần vậy. À đấy là tại vì thầy Phúc là thầy dạy thể dục cho nên luôn luôn phải mặc đồ thể dục. Tại vì nếu mặc đồ mình tay bình thường thì làm sao mà vận động được, mà dạy các em học sinh được. Thể dục là những môn thể thao đòi hỏi để mà nâng cao thể chất và sức khỏe cho mấy, phát triển cho mấy em, cho nên mình phải mặc đồ thể thao vận động nha các bạn ơi. Nếu mà các bạn coi không được cái tập nào thì các bạn có thể mới vô tiếp các bạn coi lại. Thôi có một cái bạn hỏi cái câu rất là dễ thương à, bà Phi Phụng bao nhiêu tuổi rồi vậy? Vậy ngại không ngại nói thiệt luôn, năm nay là năm tuổi của Phụng 60 tuổi, nhưng mà cô Phụng giờ rất trẻ đúng không? Đúng, rất trẻ. Lúc nào chị Phụng cũng cười, nụ cười luôn nở trên môi từ sáng đến tối. À các bạn ơi, bây giờ sắp hết giờ livestream rồi đó, tại vì sắp tới phim rồi, chúng ta cùng nhau đón xem phim nha. Nhưng mà trước khi đón xem phim thì thầy Phúc cũng thông báo luôn, kết quả mà các bạn được nhận giải thưởng sẽ được admin thông báo trên fanpage của Gia Đình số 1 nha. Các bạn nhớ cố gắng trả lời sớm nhất ha. Theo dõi và các bạn, những người nào mà được thì sẽ có fanpage sẽ một thùng sữa family. Rồi bây giờ hãy cùng nhau bật HTV7 và xem Gia Đình là số 1. Ta bận thấy giờ được mới live stream được với mình nè. Trời ơi. Thôi vậy chào nghe. Gia Đình là số 1.